hỏi mấy câu hỏi mà em không trả lời gì hết thì em sẽ được 50k, chịu không? Ok. Rồi em nói là em mất 50k rồi. Ủa gì vậy? Lại nha, lại nha, lại nha. Bây giờ anh với em chơi quánh tù xì, nếu quánh tù xì thắng anh em sẽ được 50k, ok không? Ok rồi, vô. Quánh tù xì ra cái gì ra cái này? Rồi thua nha. Đây 50k của em. Rồi cảm ơn em. Ok, bạn tiếp theo, let's go. Rồi ok, nếu bây giờ anh hỏi em mấy câu hỏi mà em không trả lời gì hết thì em sẽ được 50k, ok không? Em tên là gì nhỉ? Không biết nữa. Em bao nhiêu tuổi nha? Ai mà biết được. Em nay đem đi chơi với gia đình hả? Không biết nữa. Em đến đây chơi bao lâu nhỉ? Ok, em không trả lời gì, thành công rồi, em được 50k, cảm ơn em. Ok, cảm ơn em. Ok, bạn này quá giỏi rồi, đến bạn tiếp theo coi. Mình có một cái challenge này, thử thách này dành cho bạn, đó chính là nếu mình hỏi bạn một vài câu hỏi và bạn không trả lời gì hết thì bạn sẽ được 50k, ok không? Bạn tên là gì nhỉ? Tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không biết. Cà thủ, cà thủ. Bạn đến đây chơi lâu chưa nhỉ? Ghê. Bạn đến đây chơi cùng gia đình đúng không nhỉ? Nice. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, mình sẽ tặng cho bạn 50k, bạn thích phần thưởng nào nhỉ? Mình không trả lời luôn. Ok rồi, tặng cho bạn, cảm ơn bạn nhiều, cảm ơn bạn. Cảm ơn. Sao bạn?